tôi xin giới thiệu với các bạn là hôm nay ông anh tôi ra đồng chặt vịt và anh tôi bắt được con rắn, thế là bắt được 2 con rắn 2 con ếch, cái là một công đôi việc. Hôm nay công núi là hơi cao, bây giờ anh em tôi sẽ thả rắn ra làm rắn làm ếch và sẽ cái này thì om với trứng con nhỉ. Và các bạn là cái món rắn tự nhiên, ếch tự nhiên này là cứ phải chơi cẩn thận vô hay nấy chứ không mở ra cái nó chạy mất luôn. Cắn chết người. Là không coi nên anh tôi cứ đổ nước sôi này cho nó ươn người ra. Rồi tính nào tính, đấy ui nó dãy thì kia. Và các bạn là nay ông anh cũng chuyên làm nghề đi nhặt trứng vịt nộn. Cũng nuôi mấy trăm con vịt đẻ đây này. Nay ông ra đồng sao ông bắt được mấy cái đồ này. Cõng một lít rượu. Rượu hôm nay thì cực kỳ đó. Ui để con ếch to thế kìa. Mỗi con thật. Mỗi con ếch to á kìa. Thì con ếch giá trị đấy. Con ếch này phải 4 này. Cầm múc anh ít nước. Này. Cái loại phải làm vẫy này. Ừ, tuốt nó ra đây này. Thế bà Trinh cầm con dao đánh vẫy rắn. Sợ đánh vẫy. Nổ ra chứ. Không, ra không nổ được. Còn da rắn là mấy triệu một cân. Có nhưng mà ý là chưa sôi rồi. Rắn chưa được. Có ra à? Thế thì tí nước sôi nên là da thôi bà Trinh. Rắn. Thái rồi. Ông ơi, rắn. Thái rồi. Dạ ông Hồng. Bắt à? Mình ăn rắn nó có độc sao? Và các bạn là cái phương pháp làm rắn là ta cho nước sôi vào xong để nó ngon lắm đấy. Là chỉ cần xoáy cái váy là thôi chứ không cần phải nột da. À đây cái da nó nột da đấy hả? Không cạo ấy. Cạo ngược cái kia nữa. Xin giới thiệu với các bạn là gãy đuôi luôn đấy. Rắn thì chúng tôi phải làm như thế này. Phải làm nông. Hay là phải nước ấm không đổ vào cho nó chết thì đã. Cũng có người ta tận tay chỉ người ta cầm người ta cắt tiết, nhưng chúng tôi là hiện nay là quan tiết rắn. Chúng tôi phải làm thế này. Rắn này cho nó cắn thoải mái thôi. À này, bấy đầy nước luôn rồi. Lại. Má mừng cưới em. Đi thôi. Gàn lắm. Cái xem cái gì mà lớp lớp mà. Cả hôm nay là không can hết đi. Ăn đồ to. Quấn ra nốt đi. Hai cái ráp à. Đi cái hái ở đây. Quấn rắn ra nốt đi. Không, băm nhỏ ra xong đầu làm viên rồi. Gấp vuông. Hôm nay là cứ trèo leo trèo leo. Thể hiện món mọc rắn. Thế xong là anh tôi băm viên nhỏ ra xong là. Cho rắn quấn ra nốt. Rắn quấn ra nốt. Là cái phát chốt chặt đấy. Ngoài là thầu kỳ lắm. Công phu đấy, cái món này quá công phu. Cái món này là công phu lắm, nhưng mà ăn thì ngậy. Cái này là nguyên da thôi nhỉ. Đấy. Tất cả đều để ăn nguyên da. Nó cắn đấy. Đấy tôi đây mấy quả chuối hả? Nên mấy quả chuối mà thường trứng còn lấy nữa lấy được trứng ếch cho nó buồn cười này. Và các bạn ấy, trên mạng đây là bác nào mà có cái món bệnh gút thì là hạn chế ăn cái thứ này thôi, bởi vì nó nhiều chất đạm. Còn bác nào mà yếu sinh lý thì phải mần mạnh tăng cường, càng ăn càng tốt. Thì chị em phụ nữ là không còn kêu ca vào đâu này. Đảm bảo ăn sau hai ngày thôi là ra vấn đề ngay lập tức. Thì đọc cái thứ này chất đạm là thực sự là rất tốt. Cái này mà ếch đồng xịn như này, nếu ở chợ quá nó bán thường bao tiền cân không biết. 150. Bây giờ nên tiếp tục làm nốt đôi rắn. Món ếch là gọi là được 50% làm là tí chỉ có đợi gia vị là sao. Ôi nó độc mỡ thôi nhỉ.
chuột nhỏ tí. Anh em bắt được đôi rắn với lại con ếch. Nay nếu ông tùy ông đánh đè bao nhiêu ông cứ tính mình tôi ra đấy. Hai rắn một ếch thì có khả năng đánh con 24. Cứ xanh. Cái đấy thì làm. Còn cái này là con biển băm riêng rắn chả nó nốt. Cái này có phải cho thịt lợn, thịt nước vào nó hay là gì? Có là tốt, có, hả? Có là tốt. Bà đi mua đậu vào đấy. Mua đậu rồi. Đậu đấy. Đây. Thế đi đi về bên kia hái là nốt rồi. Cũng cho bà nhá. Nốt ở đây. Nước chết là cháy này. Các bạn này, cái món rắn này là càng băm nhỏ càng tốt này. Băm làm sao cho nó mịn này, vì cái xương của nó rất rắn. Báo cáo các bạn, đây là hai hot girl của xóm mình thôi này. Tức là giờ đang làm đầu tiên cái món đầu tiên là món ếch om chuối. Ếch nấu chuối đấy, thổi bé rồi. Ếch nấu chuối xanh. Và bây giờ các bà đang phi hành mỡ. Phi hành mỡ nên để xào món ếch lên trước. Đấy, khi hành mỡ nó thơm ngất trời mây rồi bắt đầu mới đổ thịt ếch vào. Quá ngon. Này, ngon lắm đấy. Nước địa ngon hơn. Con tương mắm không? Đứng ra ngoài không? Còn các bạn thì cái món ếch này nó xạo lên cái nó thơm nó cả khóm phát kêu lên. Cái đi. Xong để cái phích nước là cái siêu nước vào trong. Thì cái món chuối ếch này cứ phải có mắm tôm. Dầu mắm tôm. Vừa nốt à? Cô ra vặn mình đi hỏi nữa. Bình đấy, cay lắm, mình tôm tôm lại luôn. Để các bạn là chuối ta xào nên tương đối kỹ, gia vị đầy đủ bắt đầu mới đổ thịt hết. Cái món này đâm là nhiều đấy, hai con ăn rắn này thì nhiều lắm rồi. Nhiều. Đây, rắn này, đĩa to đấy. Mấy đĩa. Thì chuối là xào kỹ rồi cho ếch vào xong rồi đổ nước sôi vào nhé các bác nhé. Và sau đây là món rán cuốn na lốt. Đấy thế thôi. Giá thôi. Ít nhiều nhé. Na lốt báo cáo các bạn, cái giống này na lốt càng to càng tốt. Kiếm cái nào nó to như cái tai trâu đấy thì thôi thì nó dễ. Cái đại gia này nay ăn lá mơ để cho nó kích thích. Lá mơ này là ăn tốt hệ thống tiêu hóa. Chống đường ruột cao. Chuối đậu đã xong. Ngon báo cáo với anh em các bạn là món
ếch nấu chuối của anh tôi cũng đã là xong. Nên mời tất cả mọi người lưng đi với anh em tôi nhá. Ếch nấu chuối và rắn quấn nanốt. Mời tất cả anh em các bác trên mạng ăn uống rượu rắn với chúng em. Đầu là ếch nấu chuối, đầu là rắn ốp nanốt. Mà của anh em chúng tôi là rất đơn giản thôi, chỉ có hai đĩa rắn ốp nanốt nên thì bát nấu chuối với ếch, mấy đĩa đậu phụ thế thôi. Thì bác thì miếng chả la nốt, miếng ếch là mi rắn à? Đúng không? Diêu. Chả rắn la nốt. Chả rắn la nốt. Mỗi người nào? Nước mắm nhạt nhạt thôi. Ngon quá. Rắn ốp la nốt ngon quá. Tây này đâu đã ếch sắt ăn ở bên động vật nó cấm ấy.